Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." Suy niệm. Chúa Giêsu nói cho ta biết Ngài trọng lòng nhân từ hơn của lễ. Và nếu Ngài có trọng của lễ, thì của lễ ấy phải được xuất phát từ lòng nhân từ. Từ tâm là thái độ. Còn hành xử của một vị Thiên Chúa tự định nghĩa mình là Thiên Chúa của tình yêu. Matthew, người thu thuế trong bài tin mừng hôm nay, là đối tượng của lòng từ tâm ấy. Nghĩa cử ưu ái này của Ngài không chỉ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng còn làm cho giới kinh sư bực tức hậm hực. Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quần tội lỗi như vậy? Quả thật, Chúa Giêsu cho thấy ưu tiên trong sứ vụ của Ngài là dành cho những người bị gán cho cái mác tội lỗi, những kẻ bị bỏ rơi bên lề xã hội, chứ không phải dành cho những người tự hào mình là người công chính. Mời bạn. Việc Chúa Giêsu ưu ái chọn gọi Matthew giúp ta thay đổi não trạng hẹp hòi vốn có, mở rộng cái nhìn về người khác, mở toang cánh cửa cộng đoàn ta đang sống để rộng tay đón nhận mọi thành phần xã hội, đưa nước trời đến với họ, giúp họ đổi đời. Không được biến đạo thành một loại pháo đài vỏ bọc những gì ta gọi là tinh hoa, mà trái lại, đạo chính là con đường hiệp hành, mà trên đó mỗi người chúng ta cùng bước đi bên nhau. Bạn đang có thiên kiến về trong cộng đoàn của mình, làm cách nào vượt qua rào cản ấy? Sống lời Chúa. Rủ một người trong cộng đoàn cùng bạn đi thăm viếng một gia đình lương dân hoặc một người neo đơn trong giáo xứ của bạn. Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa luôn tỏ lòng từ tâm với chúng con. Xin biến đổi con, để con luôn cư xử với mọi người bằng lòng từ tâm, kể cả những người hiểu lầm hoặc ác tâm với con. Amen.